Ô là là, thật là tuyệt vời đúng không? Trong mùa giãn cách xã hội này mà chúng ta vẫn có thể cơ hội gặp mặt với nhau, gặp mặt trên kênh YouTube của bác sĩ Ngọc Anh mang tên Dr. Ngọc Anh ơi. Kênh YouTube của bác sĩ Ngọc Anh sẽ trao đi những giá trị chăm sóc sức khỏe răng miệng, làm sao để có nụ cười tự tin và đặc biệt là sẽ chuyên về niềng răng. Chính vì chuyên về niềng răng như vậy, trong mùa giãn cách xã hội này, trong khi các bạn không thể đến nha khoa để thăm khám được đúng không? Nhưng mà trong lòng các bạn đang rất là nóng lòng bởi vì chờ mãi mới đến hè. Hè là cái cơ hội mà các bạn có thể đi gặp được bác sĩ dễ dàng hơn. Mà tự dưng bây giờ bác sĩ lại bảo là nha khoa tạm nghỉ rồi, bây giờ làm sao được? Và bây giờ bác sĩ Ngọc Anh sẽ đưa ra một giải pháp và chắc hẳn là cả bạn và bác sĩ Ngọc Anh đều thấy rất là tuyệt vời. Cách này thì làm cho chúng ta vừa có thể biết được tình trạng của răng mình như thế nào, có thể thậm chí là bạn có thể tự lên được kế hoạch điều trị cho mình. Và như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian hơn khi mà đến thăm khám cùng với bác sĩ Ngọc Anh. Và chủ đề ngày hôm nay đó là 5 bước để bạn tự khám niềng răng tại nhà. Và 5 bước này thì rất là đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị một cây viết, một tờ giấy và một cái máy hình. Không để bạn đợi lâu đâu, bây giờ ngay sau đây là bước đầu tiên. Bước đầu tiên bạn lấy ra một tờ giấy và một cây viết giúp bác sĩ Ngọc Anh nha. Bạn chỉ cần ghi hai gạch đầu dòng thôi. Gạch đầu hồng thứ nhất là tôi thấy nụ cười của tôi. Chấm 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 chấm. Chấm chấm chấm, bạn có thể ghi là tôi thấy nụ cười của tôi hô quá, tôi thấy nụ cười của tôi rất là móm, tôi thấy nụ cười của tôi bị méo, hay là tôi thấy nụ cười của tôi không thấy đủ hết các răng, hoặc là tôi thấy nụ cười của tôi thấy quá trời nú, ví dụ như vậy. Rồi, gạch đầu dòng thứ hai bạn ghi ra cho bác sĩ Ngọc Anh là tôi thấy răng của tôi. Tức là bạn không thích cái chỗ đó đó, tức là tôi thấy răng của tôi quá hô chẳng hạn, hay là răng quá chìa, hay là răng của tôi bị thưa, hay là răng của tôi bị méo, hay là răng của tôi bị quá lộn xộn, quá chen chúc. Bước thứ hai, bạn cần chuẩn bị cho bác sĩ máy hình hoặc là điện thoại di động, smartphone có chế độ chụp hình là được. Và nếu được hơn thì bạn nhờ một người bạn nào đó chụp hình cho mình thì nó sẽ chính xác hơn đấy nha. Rồi, chúng ta cần có 7 bức hình. Bước đầu tiên là bạn sẽ chụp hình mặt nhìn thẳng, không cười, môi ngậm tự nhiên. Bước hình thứ hai là mình sẽ chụp hình khuôn mặt cười, bạn cười hết cỡ nha. Bạn cười giống như là bạn đang rất là sung sướng và hạnh phúc, nhận được một cái tin gì đó rất là tuyệt vời, giống như là trúng xổ số đó, hoặc là có ai đó cầu hôn mình chẳng hạn. Mình cười hết cỡ cho bác sĩ nha. Mình cười đừng có ngại lộ nấu nha, nếu như bạn nào bị lộ nấu thì càng phải cười hết cỡ. Lưu ý cười là không phải nhe răng nha. À yên tâm, bác sĩ Ngọc Anh sẽ có một video riêng về từng bước cách chụp cười bạn, cách chụp hình để lên kế hoạch niềng răng. Bạn hãy theo dõi follow của kênh bác sĩ Ngọc Anh để nhận được video đó nhé. Bước hình thứ ba là bạn sẽ chụp hình nét mặt nhìn nghiêng, tức là vậy, bạn xoay 90 độ và bạn hoặc là nhờ một người bạn của bạn á chụp thẳng vuông góc vô ha, và bạn sẽ lấy cái khuôn mặt bình thường ngậm môi khi cười, ngậm môi, và thứ hai là bức cười. Đơn giản quá đúng không ạ? Ví dụ như bạn này là tự chụp đó. Rồi, bây giờ bước hình thứ 5 là mình đi vô hàm răng. Vô hàm răng thì bạn chỉ cần chụp cho bác sĩ Ngọc Anh 3 tấm thôi. Tấm đầu tiên là bạn cắn hai hàm răng chặt lại ở vị trí mà bạn nuốt nước bọt một cái. Thì hàm răng nó cắn lại sao thì bạn nghe ra chụp lại một tấm y như vậy. Bước thứ hai là bạn há ra. Bạn chụp từ trên xuống bạn thấy hàm dưới, và bạn chụp từ dưới lên là bạn thấy hàm trên. Nếu được thì nhờ bạn của mình chụp cho bạn nhé. Rồi đây, ví dụ như là ba tấm hình trong miệng bạn này tự chụp đây. Rồi, nhớ follow bác sĩ Ngọc Anh để nhận được cái video tuyệt vời đó là các bước tự chụp. Lúc đó video bác sĩ Ngọc Anh sẽ nói cụ thể hơn nhé. Bước thứ ba là bây giờ mình sẽ dựa vào những cái tấm hình đó, hoặc là bạn có thể đứng trước gương để bạn tự đánh giá cho mình cũng được ha. Bước thứ ba mình sẽ đánh giá ở ngoài mặt. Về đánh giá ở ngoài mặt thì bây giờ bạn nhìn ở ngay phía trước gương ha. Bạn sẽ ghi cho bác sĩ Ngọc Anh xuống tờ giấy hồi nãy mà bạn ghi những cái than phiền của bạn á. Bạn sẽ ghi là mặt của mình có cân xứng không ha? Hai bên có bị méo hay là lệch cằm, có bị lệch gì đó không. Rồi bước thứ hai là bạn lấy cái hình mà bạn cười, hoặc là bạn cười trước gương á, bạn xem coi mình cười có bị méo không, bạn cười có lộ bao nhiêu mm nú, hoặc là bạn cười có thấy cái răng khểnh nào đó nhô lên không. Rồi tiếp theo là bạn sẽ đánh giá cái bức hình nhìn nghiêng. Nhìn nghiêng thì bạn đánh giá cho bác sĩ hai chỉ số này nha. Đầu tiên
là góc mũi và môi trên. Rồi bạn sẽ ghi cho bác sĩ Ngọc Anh là mũi và môi trên cái góc này nè, nhỏ hơn 90 độ hay là lớn hơn 90 độ. Rồi, tiếp theo bạn ghi cho bác sĩ Ngọc Anh vùng cằm. Bạn sẽ ghi là cằm dài hay là cằm bình thường hay là cằm thiếu. Dài, bình thường hay thiếu. Bước 4 thì sẽ là tiếp theo của bước 3 là về mình đánh giá ở trong miệng. Mình sẽ đánh giá trong miệng như thế nào? Ở mình trong miệng thì hồi nãy mình chụp 3 tấm hình đúng không? Tấm hình đầu tiên là răng chỉ cắn chặt. Bạn sẽ đánh giá cho bác sĩ Ngọc Anh là cái hàm răng của bạn lúc mà cắn lại á, hàm trên nó phủ hàm dưới không? Hay là hàm dưới nó lại phủ hàm trên? Hàm dưới nó phủ hàm trên là trong trường hợp mõm đó. Hay là hai hàm nó bị hở ra hay không? Hay là hai hàm nó có bị lệch nhau nhiều đó quá không? Rồi, các bạn sẽ ghi giống như vậy nè. Đây là cắn hở nè, đây là răng cắn ngược nè, còn đây là hàm trên cắn lại mà răng quá chìa nè. Các bạn sẽ nhìn vô răng và tự đánh giá coi răng của mình ở cái đoạn mà hai hàm nó cắn chặt lại với nhau á, nhe ra để chụp cái hàm răng, cái răng của mình như thế nào nhé. Rồi, sau đó bạn sẽ đánh giá cái hình hàm trên với hàm dưới mà bạn chụp hồi nãy đây. Bạn nhìn vô bạn xem coi răng của mình nó có bị lộn xộn quá nhiều không? Có bị mất răng nào không? Riêng cái đoạn lộn xộn á, thì trong cái video mà hướng dẫn chụp hình hoặc là video mà lên kế hoạch điều trị, bác sĩ Ngọc Anh sẽ chia sẻ cụ thể hơn bạn tính coi răng bạn lộn xộn bao nhiêu mm sau nhé. Trong này thì bạn chỉ cần ghi cho bác sĩ Ngọc Anh là xuống tờ giấy là răng của tôi lộn xộn ít, lộn xộn nhiều hay là lộn xộn rất nhiều. Răng của tôi là hàm trên với hàm dưới là có răng khểnh hay không, hay là có mất cái răng nào đó không, hay là có răng nào nghiêng xoay chồi lệch mà bạn nhìn vô là bạn thấy liền. Ví dụ như đây là một cái trường hợp mà răng lệch trong nè, bạn ghi là răng tôi có một cái răng hẳn, một răng lệch trong. Hoặc là bạn đây bạn thấy ghi là răng của tôi có một cái răng xoay đến 90 độ luôn đó, ví dụ như vậy. Bước thứ 5 là chúng ta tổng hợp lại hết những cái vấn đề mà chúng ta đã biết là chúng ta có vấn đề. Giống như là khi mà bạn biết có vấn đề thì bạn mới đưa ra cách giải quyết đúng không? Thì bước thứ 5 thì sẽ có liên quan đến cái bước đầu tiên một chút xíu. Bạn ghi ra tờ giấy cho bác sĩ Ngọc Anh là tôi muốn làm cho răng của tôi hết chìa. Bạn ghi rõ nha, hết chìa hay là bớt chìa. Rồi, tôi muốn là hàm răng của tôi hồi nãy đường giữa hàm trên với hàm dưới nó phải trùng nhau. Hoặc là tôi muốn cho cái khi mà cằm của tôi đang thiếu nó phải được đầy hơn. Hoặc là tôi muốn cho cái môi trên của tôi hết nhô hoặc là bớt nhô. Ghi rõ ra cho bác sĩ Ngọc Anh là bạn muốn cái gì. Nào, hãy để cho mùa online này tuyệt vời hơn. Bạn hãy tự khám răng cho mình. Nếu như mà bạn có nhu cầu niềng răng, bạn muốn cải thiện nụ cười thẩm mỹ, bởi vì nụ cười có rất là nhiều ích lợi đúng không? Rồi, bạn hãy tự khám răng niềng răng cho mình và liên hệ ngay nha sĩ của bạn để cùng nhau lên kế hoạch điều trị nhé. Và bây giờ, bác sĩ Ngọc Anh xin chào và hẹn gặp lại. Chúc bạn có nụ cười bình an.